cho các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của hot girl Khổng Mỹ Quỳnh. Khổng Mỹ Quỳnh sinh vào ngày 24 tháng 6 năm 1993 tại thành phố Đà Nẵng, nước Việt Nam. Cô sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Sydney của nước Úc. Cô sinh thuộc cung cử giải. Khổng Mỹ Quỳnh, hot girl với cái tên lạ, thu hút được sự chú ý của người khác ngay từ khi mới xuất hiện. Khuôn mặt ăn ảnh, vóc dáng lý tưởng khiến Khổng Mỹ Quỳnh luôn nằm trong top những hot girl xinh đẹp bậc nhất Đà Nẵng. Với vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính, đôi mắt to tròn của Khổng Mỹ Quỳnh đã gây thương nhớ khiến bao chàng trai mất ăn mất ngủ. Hot girl Đà Nẵng được mọi người biết đến rộng rãi từ bộ ảnh chụp trẻ trung, năng động, khỏe khoắn với nụ cười tươi ở trên bãi biển. Từ đó, Khổng Mỹ Quỳnh luôn là tâm điểm bàn tán trên các topic, forum trong và ngoài thành phố. Khổng Mỹ Quỳnh rất thích chụp ảnh, tạo dáng trước ống kính. Vô tình những bức ảnh của Khổng Mỹ Quỳnh được nhiếp ảnh gia chú ý và đề nghị chụp bộ ảnh đầu tiên vào năm 2009. Khổng Mỹ Quỳnh đã bén duyên với nghề người mẫu từ đó. Khổng Mỹ Quỳnh đã xuất hiện đều đặn trên nhiều tờ báo dành cho tuổi teen. Là teen model nổi tiếng ở Đà Nẵng, Khổng Mỹ Quỳnh cảm thấy tự tin để bước tiếp theo những bước tiến. Ở Đà Nẵng, Khổng Mỹ Quỳnh muốn phát triển nghề người mẫu sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng cô bạn không có ý định nam tiến bởi gia đình và người thân của Mỹ Quỳnh đều ở Đà Nẵng. Vào Nam lập nghiệp, Mỹ Quỳnh sẽ gặp rất nhiều khó khăn, con gái đơn thương độc mã ở một nơi xa lạ không có người giúp đỡ. Xinh xắn, dễ thương, được cộng đồng mạng chú ý, nhưng Khổng Mỹ Quỳnh lại chọn cách lui về ở ẩn, không xuất hiện nhiều như những hot girl khác. Có lợi thế để tỏa sáng như hot teen cùng thời, nhưng Khổng Mỹ Quỳnh muốn có một công việc ổn định hơn. Cô nàng từ chối cơ hội nổi tiếng, không còn xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, thỉnh thoảng xuất hiện trong một vài sự kiện dành cho giới trẻ để tập trung cho việc học. Mục tiêu của Khổng Mỹ Quỳnh đó chính là học vào Học viện Ngân hàng Hàng không. Bỗng dưng đã biến mất và chọn một cách bình yên bên những người thân yêu, Mỹ Quỳnh đã khiến nhiều fan hâm mộ hụt hẫng. Về cuộc sống gia đình, mẹ và chị gái đã luôn đứng sau ủng hộ về mặt tinh thần cho Khổng Mỹ Quỳnh. Vì vậy, cô bạn luôn cảm thấy có nguồn động lực lớn để theo đuổi niềm đam mê. Trong một buổi phỏng vấn với Khổng Mỹ Quỳnh: Xin chào Mỹ Quỳnh, được biết Quỳnh là một teen model ở Đà Nẵng. Sau bộ ảnh thời trang có khá nhiều người tò mò về Quỳnh đấy, cảm giác của Quỳnh như thế nào? Có rất nhiều bạn bè và người thân đã chúc mừng và ủng hộ mình, lại được nhiều người biết đến nên mình cảm thấy rất tự tin để bước những bước tiếp theo. Quỳnh có bị áp lực bởi sự nổi tiếng bất ngờ này không? Hiện tại công việc này tương đối nhẹ nhàng với mình vì chụp ảnh như một niềm đam mê. Hơn nữa cũng chưa có áp lực gì làm mình phải mệt mỏi và căng thẳng nhiều. Cơ duyên nào đã đưa Quỳnh với nghề teen model? Mình vốn dĩ rất thích chụp ảnh và được tạo dáng trước ống kính. Vô tình những bức ảnh của mình đã được một photographer phát hiện và muốn mình chụp bộ ảnh đầu tiên vào năm 2009. Ngoài làm teen model, Quỳnh còn tham gia các hoạt động nào liên quan đến nghệ thuật nữa không? Do mình vẫn đang bận rộn với việc học tập và kỳ thi đại học nên mình vẫn chưa tham gia vào bất cứ công việc liên quan đến nghệ thuật nào ngoài việc làm teen model cho các tờ báo và tạp chí dành cho tuổi teen. Bạn bè, gia đình và người thân có ủng hộ việc Quỳnh làm teen model. Mẹ và chị của mình là những người đứng sau đã ủng hộ mình về mặt tinh thần trong công việc này rất nhiều, khiến cho mình cảm thấy luôn có một nguồn động lực rất lớn để bước tiếp. Ở một thành phố như Đà Nẵng, muốn phát triển theo hướng đi hiện nay thì e có là điều khó khăn. Quỳnh có dự định nam tiến không? Mình chưa quyết định là có nên hay không bởi một phần gia đình và người thân của mình ở Đà Nẵng. Vào Nam lập nghiệp, mình sẽ phải đơn thương độc mã, là thân con gái sẽ rất khó khăn. Năm này là năm học, Quỳnh sắp xếp thời gian như thế nào để có thể vừa đi làm vừa không ảnh hưởng đến việc học tập? Thực ra năm nay mình ít làm hơn mọi năm và hầu hết thời gian mình tập trung vào việc học. Còn hiện tại mình đang học thêm để củng cố kiến thức cho kỳ thi. Dự định trong tương lai của Quỳnh là gì? Dự định của mình là không cắt bỏ qua bất cứ cơ hội nào đến với mình, với mong muốn được nâng cao tính chuyên nghiệp trong nghề teen model. Và mục tiêu gần của mình là thi đỗ vào Học viện Hàng không Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.